Quý vị và các bạn thân mến, bạn muốn chọn cho mình một địa chỉ khám chữa bệnh của các bác sĩ đông y Trung Quốc có uy tín, hay bạn muốn được các lão đông y có kinh nghiệm trong trường phái đông y cổ của Trung Quốc trực tiếp điều trị cho mình? Chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một phòng khám có các bác sĩ đông y Trung Quốc đã được cơ sở y tế cấp phép và được nhiều người bệnh đặt niềm tin về chất lượng khám chữa bệnh. Đó là phòng khám bác sĩ đông y Trung Quốc Từ Sâm tại số 51A đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại 043-556-1372. Phụ trách phòng khám là bác sĩ Phạm Thị Hồng Tuyến, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 của Viện Y học Cổ truyền Trung ương Việt Nam. Các bác sĩ đông y Trung Quốc hoạt động tại phòng khám đều được sàng lọc kỹ càng, là các lão đông y có nhiều kinh nghiệm trong điều trị. Mỗi bác sĩ sẽ phụ trách những chuyên khoa khác nhau, kết hợp với nhiều phương pháp vật lý trị liệu mới. Giá cả được niêm yết công khai, phù hợp với quy định của nhà nước. Phạm vi điều trị bao gồm nam giới sinh lý yếu dẫn đến liệt dương, xuất tinh sớm, phụ nữ rối loạn nội tiết dẫn đến kinh nguyệt không đều, sớm mãn kinh, đau đầu mất ngủ, nám mặt, các chứng phong thấp, đau xương, thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, các bệnh viêm phế quản cấp và mãn tính và một số bệnh thông thường khác. Ngay từ khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, bệnh nhân có thể liên hệ theo số điện thoại 043-556-1372 hoặc đến địa chỉ 51A Trần Duy Hưng, Hà Nội để được khám và điều trị. Phòng khám luôn tận tình phục vụ người bệnh.